hôm nay mình cùng xem cặp 70 Thái này đang cắt lúa sạch nha các bạn. Cắt rất là tranh thủ để di chuyển để trời mưa xuống nha các bạn. Lúc này trời vừa khô lá lúa là xuống đây cắt liền các bạn ơi. Lúc này lúa nó sạch như chạy thảm luôn nè. Đây đang cắt giống này giống 2 năm 17 nha các bạn. Lúa của mình này nó sập nhiều cái, nó sập luôn hết rồi, nó còn gồm gòm nữa. Ở bên đây thì ngay cái đầu dưới đây thì cỏ được cũng quá chừng. Đang cắt dài lên nè. Cũng dính mấy rồi mới xuống cắt thả giặt đầu luôn đó nha các bạn. Bữa nay mấy anh em tranh thủ cắt lúa cho xong cái cánh bên đây ha. Còn hai máy đang đậu ở trên bờ để cho lá lúa nó lấu gáo xíu là cắt hết đó các bạn ơi. Đến cái bên kia có thấy còn xanh quá ha. Mới xuống cắt con máy à, còn máy thì đang đậu trên bờ nữa. Các bạn thấy phía bên đây thì ta nuôi tôm nè các bạn. Thì dài qua cánh bên kia cũng nuôi tôm nha. Mà ta vô vụ thu hoạch lúa nè. Đó, nó đang thả giặt lên đó các bạn ơi, nó né cái sòng tôm phía trước bên kia ra nữa ha. Lúa của mình đó thì sập quá chừng sập, anh đang thả giặt xuống luôn rồi. Những ngày qua thì mưa rất là nhiều nha các bạn, cho nên bây giờ thì nắng lại, mới có anh hạnh nắng là tranh thủ cắt cho rồi ha. Anh đang cắt cái khúc lúa sạch chỗ đó qua này, chắc là chủ ruộng ra coi quá. Thả giặt dài xuống mé bờ dưới luôn rồi. Các bạn thấy ở trên cái mé bờ trên đây thì còn một máy cắt nữa nè, máy cắt máy kéo nè, mà chưa có di chuyển xuống dưới đây cắt nè, chờ xíu nữa là gấu gáo mới xuống cắt nha các bạn. Rồi dính thanh bươi kìa. Đứng ở đây sập rồi, miếng cái bên nó đứng cũng đỡ ha. Rồi bên này con máy 70 hình như là đang mất lầy cái gì ta. Rồi các bạn ơi, đây con máy 70 nè. Bên này chắc không phải đang sang lúa qua cổ. Bên đó cắt cái mấy cái miếng bên đó là vuông tôm không đó nha các bạn. Dài dài đây, dài dài vô trọng máy cắt lúa cắt vuông tôm rất là nhiều luôn á. Ủa? Mà dính mấy cái 70 nè. Chạy luôn, có một anh
30 rồi đó, cũng xong rồi, cũng xong rồi. Ở đây mới thả làm thứ hai nha các bạn. Các bạn nhấn một cái like, chia sẻ video, ủng hộ cho mình nha. Rồi máy trên bờ tiếp tục di chuyển xuống để cắt luôn các bạn ơi. Không biết là có cắt chung mẫu hay không nha. Đó, máy cắt nó kéo di chuyển xuống nữa rồi đó. Cũng ở đây lúa quá chừng sập luôn nè. Ở đây sập nó muốn nằm sập lép hết nè. Còn những lúc kia thì lúa nó gồm gồm luôn nè. Lấy bao rồi, biết cắt cái này hay cắt cái nào không đây. Rồi, chiều đó chiều này thì đang thả giạc xuống rồi các bạn ơi. Cái bên này do mưa bão quá chừng luôn, lúa nó sập chụp lép hết trơn rồi. Biết là sao thằng lúa hoạt hậu chưa, hay là 17 tập sắp lép chưa, quá điện phụ rồi, anh đèn mình luôn rồi, rồi bỏ anh hứng lúa rồi luôn rồi, anh hứng lúa mắc lo mắc chuột rồi.